Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, trên thế giới này tồn tại vô số sinh vật ma thuật. Chúng được gọi chung là Pokemon. Trong số đó, có những kẻ sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, có thể sáng tạo hay phá hủy mọi thứ. Chúng được gọi là các Pokemon huyền thoại. Trong thế giới Pokemon, Pokemon huyền thoại không khác gì những vị thần của thế giới. Đúng là hầu hết trong số chúng đều có sức mạnh cực kỳ lớn, có thể rời non lấp bể. Nhưng khi xuất hiện, nhiều thanh niên lại rất nhỏ. Chúng bị đánh, bị đấm cho không ngóc đầu lên được và bị đối xử không khác gì lũ con ghẻ. Đến người ngoài nhìn vào, chắc họ không nghĩ đây là Pokemon huyền thoại đâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 7 Pokemon huyền thoại bị dìm nhất nhé. Mở đầu danh sách hôm nay, chúng ta có chim lửa Faiza. Faiza là thành viên của bộ ba chim huyền thoại, nó mang nguyên tố lửa. Nếu như Sanda từng bị ngài Go tóm nhưng vẫn xuất sắc phá tan bồn để thoát ra ngoài, nó đã chứng tỏ Pokemon huyền thoại không phải thứ lũ phạm nhân có thể đụng vào. Hai Frieza đã 1.12 trong một trận Mach Rain đánh cho nhóm ngài Go ná thở. Thực ra lúc đó Thánh Sa chỉ vào vài hỗ trợ nên Thánh không muốn thể hiện khả năng thực sự. Chứ có con chim băng ăn một Thunderbolt của Chu chắc chết luôn, chứ ở đó mà gáy. Còn Faiza thì sao, lâu lắm mới xuất hiện trong TV series, lại bị một lũ xỉu nhi hội đồng. Chuyện là một ngày đẹp trời, Faiza đang bay vui vẻ trên bầu trời, nó bị ba thằng xỉu nhi bao gồm Gozer, Satoshi và Shigeru vây đánh hội đồng. Nó liên tục bị bọn này đánh. Vì là Pokemon huyền thoại nên ban đầu nó dễ dàng áp đảo cái lũ này. Tuy nhiên chúng quá đông và hung hãn nên Faiza phải sử dụng con bài tẩy, đó là bùng cháy. Với bùng cháy, Faiza đốt toàn bộ nhiệt trong cơ thể để tung ra một ngọn lửa tối thượng. Tưởng như sắp thoát được thì từ đâu một tia điện cực mạnh lao đến đánh thẳng vào nó. Thì ra đó là Gotchu. Khi nhìn thấy Gotchu, Faiza sợ xanh mặt nên nó đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để bay thẳng lên bầu trời mà chạy trốn. Đứng lại, chúng nó lại đánh thêm. Đen hơn nữa là bị thằng Gozer nó thu phục mất. Mà mục đích của thằng nhãi Shigeru chặn đánh mình chỉ vì một cái lông, sao ngay từ đầu không hỏi xin tao luôn đi rồi tao cho, mắc gì phải hội đồng tao thế, nghĩ nó cay. Tiếp theo chúng ta có Sủi Cảo, một thành viên của bộ thần thú. Kể từ khi được Ho-Oh hồi sinh, Sủi Cảo đã liên tục chạy khắp thế giới để thanh lọc nước bẩn, đây chính là nhiệm vụ của nó. Trước đây mỗi lần xuất hiện nó luôn xuất hiện cùng những cơn gió nên được mệnh danh là hiện thân của những ngọn gió bắc, nghe ngổ lắm. Nhưng bây giờ cũng là Sủi Cảo nhưng nó lạ lắm. Trong một ngày đẹp trời, Sủi Cảo xuất hiện tại một hồ nước bẩn. Nó sử dụng khả năng thanh lọc nước của mình để thanh lọc toàn bộ nước trong hồ. Lọc nước xong, nước trong hồ nó trong, nó xanh lắm. Sủi Cảo đang đứng tận hưởng thanh quả của mình. Nhưng tự nhiên một đống thợ săn Pokemon xuất hiện. Trong đầu Sủi Cảo nghĩ cũng chỉ là một lũ con người thôi mà, sợ đếch gì. Nó nhảy vào bờ và bị lũ con người đó dùng dây xích như một con chó. Sau đó dùng lưới bắt chó của Đông Lào nhốt lại. Vẫn chưa hết đâu, chúng còn liên tục dùng những Pokemon hệ độc đập Sui Cun như một cái mền rách. Này thì ngầu này, mày tạo giá nữa đi. Gozer đứng đó thấy thế thì không chịu được nữa, cậu cố gắng giúp Sủi Cảo bằng cách ném một bồn ra. Mày đang muốn giúp nó hay muốn thu phục nó thế Gozer? Và thế là Sủi Cảo bị thu phục trong một Pokemon duy nhất, không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Sau đó Sủi Cảo thoát ra ngoài bị dính độc nên nằm thở không khác gì một con cún. Nó tiếp tục bị đám thợ săn dùng xích chó của Đông Lào bắt và kéo đi, nhìn đến là tội nghiệp. Lúc này mà có thêm chiếc Exciter nữa là hợp gu, may mà Go và Satoshi ra tay cứu nó một lần nữa, không bị bắt thật chứ đùa đâu. Thanh tẩy có mỗi một dòng sông mà bị đánh, bị bắt như một con chó. Thôi lần sau đừng có khinh thường loài người nữa nhé. Diaga, chúa tể của thời gian mà cũng nằm ở trong danh sách này, nghĩ nó cũng nhục. Anh em cũng biết rồi đấy, Diaga là thành viên của bộ ba sáng tạo, nó chính là kẻ cai trị tối cao của thời gian. Nói cách khác, nó chính là thời gian. Nhưng rồi sao? Lại tiếp tục là một ngày đẹp trời, Diaga xuất hiện tại một hồ nước. Nó đang thư thái, uống nước rất là chill. Giờ mà có thêm tí nhạc nữa thì phía phải biết. Thế nhưng từ đâu con Giratina xuất hiện từ dưới hồ nước, ra sức kéo nó vào thế giới song song. Tại đây Diaga đã cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng đây là đâu chứ, là thế giới song song đấy, là nhà của Gira thì lấy chỗ nào mà chạy. Kết quả là nó bị Gira túm tóc đập cho gần chết. Lý do Giratina săn đuổi Diaga là do trong trận chiến giữa Dia và Palkia, thế giới này đã bị nhiễm bẩn nên Gira căm thù hai món này lắm. May sao là hôm nay nó gặp Dia đang uống nước nên tiện tay túm cổ lại giáo dục cho một tí.
Diaga bị đánh nhiều lắm, nó đau đớn, nó gục ngã. May mà nhờ có con Seimin đã sử dụng hạt thiểm quang để mở ra một cổng thông tin. Nhờ đó, Dia đã thoát ra bên ngoài. Nó nhanh chóng chạy về thế giới của mình gấp. Hôm sau, Dia đang ngủ ngon, tự nhiên bị con nhóc Sina gọi ra, rồi bị cái vòng xoáy không gian cuốn vào, suýt thì chết. May có thằng đệ Pagia nó giải cứu. Nhưng sau đó, con Giratina từ đâu xuất hiện, nó lại tẩm quất cho một trận. Dia cay lắm, nhưng không làm được gì. Lần này, nhờ có Satoshi nên Gira mới bình tĩnh trở lại, không thì xác định. Khi chúa tể Arceus thức tỉnh, ngài muốn trả thù con người, Diaga cùng với Pagia xuất hiện vì bảo vệ con người mà dám đứng ra chống lại bố già. Kết quả thì anh em cũng biết rồi, Diaga bị đập trong một nốt nhạc. Hai thành viên còn lại thì rất trâu, vẫn còn đánh rất lâu. Chỉ mình Dia ăn có 2 kill là nằm thở gần chết. Nhưng cũng nhờ nó đưa nhóm Satoshi về lại quá khứ để thay đổi quá khứ, nên Arceus mới thay đổi quyết định. Không thì Diaga cũng như cái thế giới này bay màu mất. Sự nhục của Diaga chưa hết đâu. Trong movie 18, Diaga đang chill trong thế giới của mình. Ai ngờ nó bị thằng xỉu nhi Hopa mở cổng không gian rồi túm đầu lôi ra, rồi phải lao vào sống mãi với Rayquaza. Lúc này đang ở trạng thái mega, tự nhiên đang ngủ rồi bị gọi ra để đánh với kẻ mạnh nhất trái đất. Đủ má nó cay thế nhở, may mà không bị đánh bất xác. Cũng là một món đến từ thế hệ 4, chúng ta có Cresselia, một thành viên của bộ đôi mặt trăng. Nó đại diện cho đêm trăng tròn. Truyền thuyết kể rằng khi ai đó sở hữu chỉ một cọng lông của Cresselia, họ sẽ có những giấc ngủ vô cùng ngon, mơ vô cùng đẹp. Nhưng khả năng của Cresselia cũng chỉ dừng lại ở đó, chứ khả năng chiến đấu của nó lại không quá mạnh, không như đối tác của mình. Vì không có khả năng chiến đấu nên Cresselia bị team Rocket vây bắt ngay tại đảo trăng tròn. Vì khá yếu nên nó bị đánh cho không trượt phát nào. Cũng may là nó nhanh chân chạy trốn được, nhưng bản thân nó bị thương không hề nhẹ. Trong lúc nằm hấp hối trong rừng, nó được hai cô gái phát hiện, thì ra là Hikari và Koharu. Nó được băng bó vết thương và chăm sóc tận tình trong suốt một đêm. Hôm sau, Team Rocket một lần nữa xuất hiện. Cresselia tiếp tục bị đánh như một cái mền rách và suýt bị bắt. May mà có nhóm Satoshi ở đó, rồi đối tác của nó, Darkrai xuất hiện bình thường như chó với mèo. Nhưng hôm nay, Darkrai lại đứng ra bảo vệ nó. Khi thấy Darkrai vì bảo vệ mình mà bị đập cho gần hẹo, Cresselia đã sử dụng Nguyệt Quang để hồi phục cho Darkrai. Nhờ đó, Darkrai mới đủ sức đánh bay Team Rocket. Hai, đúng là quyền năng của Cresselia khá mạnh, nhưng đen cho nó là khả năng chiến đấu của nó dở quá nên toàn bị bắt nạt. Làm sao trong danh sách này có thể thiếu Lunala, Pokemon mặt trăng được nhỉ? Tại quần đảo Alola, Lunala từ lâu đã được vinh danh như một sứ giả của mặt trăng, một Pokemon huyền thoại vô cùng cao quý. Đó là những gì chúng ta nghĩ về Pokemon này. Nhưng rồi sao? Nếu như khi lên anime, Son Galeo từ khi còn là Hoshigumo nhỏ đã được tứ thần hộ vệ bảo vệ và nhóm Satoshi chăm sóc tận tình, sau đó tiến hóa thành Son Galeo và góp công không nhỏ trong vụ cứu mẹ của Lilie là Lujaimine, sau đó ngồ loài bay đi. Thì khi Lunala xuất hiện, nó đang bị truy đuổi bởi Necroma, sau đó bị đánh như một cái mền rách và bị cưỡng chế kết hợp để trở thành Necroma cánh bình minh. May mà có anh Son xuất hiện và giải cứu, tuy thoát khỏi sự khống chế của Necroma nhưng lại bị hút sạch năng lượng Ultra, trở thành một cục tạ theo nghĩa đen. Sau khi được nhóm Lujaimine mang về phòng thí nghiệm tại trường học, nhờ năng lượng Z của nhóm Satoshi mà Lunala đã khôi phục lại sức mạnh. Tuy nhiên, khi đuổi theo Dapmen sang thế giới của các Bebenomu, nó lại một lần nữa bị cổ hành bởi Dapmen Necroma. Đúng là kiến làm nền, sống sao cho vừa lòng đá đạo diễn. Mugen Daina là một trong những Pokemon mạnh nhất từng được giới thiệu, sở hữu cái sức mạnh gần như vô hạn. Nhưng các bộ cứ nhìn cái cách Mugen Daina bị đối xử đi. Từ khi được sinh ra, Mugen Daina đã nằm gọn trong một thiên thạch. Nó đã vô tình trôi giạt vào trái đất khoảng 20.000 năm trước, nhưng nó không thoát ra bên ngoài luôn. Nó cứ thế nằm ngủ trong thiên thạch mà tích năng lượng thôi. Nằm đủ 17k năm, tức là cách đây khoảng 3.000 năm trước, Mugen Daina thoát ra bên ngoài. Nó đã giúp cho các Pokemon trên khắp Gala hóa siêu to khổng lồ, thứ mà sau này người ta gọi là Dynamax. Nhưng ai ngờ, nó lại bị hai con chó, một con ngậm kiếm, một con cầm khiên vây đánh hội đồng. Mà hai đánh một thì không chột thì cũng que. Kết quả, Mugen Daina thua trận vì cố giữ lại cái mạng rồng. Nó đã cố chui xuống lòng đất của Gala để trốn. Trong khoảng thời gian nằm ngủ để hồi phục năng lượng từ cơ thể của Mugen Daina đã rò rỉ ra bên ngoài dưới dạng hạt, từ đó tạo ra hiện tượng Dynamax. Mà người dân ở Gala cực kỳ thích Dynamax nha, cái gì to mà chả thích chứ. Nhưng có ai nhớ đến người đã tạo ra Dynamax là Mugen Daina đâu, họ toàn gọi nó là cơn bão đen thôi à.
Sau trận chiến kinh thiên động địa 3.000 năm trước, Mugendaina được tập đoàn Magdo Conmore tìm thấy, họ bắt nhốt và giam giữ nó trong một cái lồng. Tuy được cung cấp năng lượng đầy đủ, nhưng đâu có chuyện dễ ăn như vậy. Chủ tịch Râu chỉ muốn lợi dụng cái nguồn năng lượng vô tận của nó cho tương lai 1.000 năm sau của Gala. Nghe có tức không? Khi nhận đủ năng lượng, Mugendaina chuyển sang trạng thái Eternamax với sức mạnh gần như vô hạn, có thể xé toạc các lỗ hổng không gian và thời gian, tưởng rằng có thể độc bộ thiên hạ. Thì một lần nữa, nó bị hai thằng Sửu Nhi là thằng Sa và Gozer cầm kiếm rỉ sét và khiên rỉ sét khiêu khích. Rồi chúng nó gọi ra hai con chó năm xưa từng đánh bại nó. Hai con chó đó cầm vũ khí của chúng rồi bắt đầu biến hình. Rồi sau đó, cả một lũ Pokemon cực đông và hung hãn lao vào hội đồng nó. Thứ nào chịu nổi, Mugen bị đánh bại một lần nữa rồi bị thằng Gozer, vâng là thằng Gozer bắt chỉ với một bồn duy nhất. Sau đó, nó bị nhốt trong một cái két sắt, cây VCL. Mới đây, thằng Gozer đã chối bỏ nó, không công nhận nó là Pokemon của mình. Mugendaina rơi vào tay Dande, rồi số phận của nó sẽ đi về đâu? Có được tham gia trận đấu chung kết hay không? Mà tham gia, có bị con chú nó đập cho một trận hay không? Khổ thế không biết, cuộc đời của Red Team chỉ sợ mỗi hai mon. Một là con chó ngậm kiếm, hai là con chú béo. Để kết thúc danh sách ngày hôm nay, không phải là một Pokemon, là một nhóm các Pokemon luôn. Đó là bộ nhà Regi, bao gồm đến 5 Pokemon huyền thoại. Đầu tiên là bộ Regi đầu tiên, bao gồm Regi Rock, Regi Steel và Regi Ice, đều thuộc quyền sở hữu của con người, cụ thể là Hoàng đế Pyramid Zindai. Cái này thì bình thường, không có gì nhục lắm. Cái nhục là con Regi Ice, nó để thua Pikachu trong một trận đấu 1 vs 1. Lại bảo không nhục đi, chính Regi Ice là kẻ đã mở ra chiếc hộp Pandora. Từ đây, kẻ giết thần God Chu được khai sinh. Sau này, trong một lần đang ngủ trong một vách băng, Regi Ice bị một đám phàm nhân đánh thức. Nó nhanh chóng đe dọa tất cả mọi người ở đó, nhưng trước mặt nó là một con gấu màu đen. Không hiểu sao, con gấu đó lao đến, đấm cho nó một cái vô cùng đau. Regi Ice bị nó đấm cho bay xa cả chục mét. Đau ơi là đau. Hôm sau, nó bị chính thằng trên nở có tóc màu tím, sở hữu con gấu Urashifu này tóm gọn. Nó bị bắt chung với hai người anh em của mình. Ngoài nó ra, Regi Steel cũng bị đấm cho không trượt phát nào. Vẫn là con gấu đó, kiểu nó có hệ giác đấu mà. Nó đấm đau VCL ra. Kết quả là mới được Zindai thả chưa được bao lâu, lại bị thằng tóc tím bắt lại một lần nữa. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này? Còn số phận của hai con Regi mới thì sao? Chúng được hai thằng Sửu Nhi đánh thức rồi lao vào một trận chiến. Ban đầu, chúng dễ dàng áp đảo con thỏ lửa cũng như con rùa nước. Nhưng sau đó, hai chúng nó hợp tác, rồi cả hai bị con thỏ lửa nó lao đến, sút cho về hết mồm. Nhưng chưa hết đâu, mỗi thằng trong chúng nó móc từ trong túi ra một quả bôn màu đỏ, rồi chúng nó ném. Thế là cả Regi Eleki và Regi Drago đều bị tóm gọn. Cái thế nhờ, đang sống tự do, tự nhiên bị lũ con người tóm. Giá như có cái lỗ nào thì nhanh chóng chui xuống thôi, chứ nỗi nhục này rửa sao cho hết. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.